Rồi, xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiến của chị Hà ha, để chị Hà qua giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô may giống, may ghép, may mini cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống cô chú anh chị để cho Tết 2025 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn chị Hà ha, để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào dạ chị Hà rồi nha. Em cũng kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai nhỏ mini với anh chị em mình mua về để mình chơi Tết để vàng 2025 ha. Rồi. Dạ cái này là thỏ hương rồi giáo nhung đồ ha. Rồi cúc hoa hồng, cúc hoàng đế đồ á. Cái tàn quá đẹp luôn dạ. Cô chú anh chị ha. Rồi cái này thì em giao lưu mức giá 35.000 một cây ha. Rồi, trời cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị dạ. Ha. Cây mướt mành luôn nè cô chú anh chị. Cây này thì mình lấy chiều cao từ bao nhiêu dạ, đây chị? Dạ cái này mình lấy chiều cao từ 3 tắc đi. À, 25 dạ, đi, 25. Dạ. 25 tắc, 25 xăng cô chú dạ. Anh chị ha. Tại vì cái này nhà vườn cắt đơm rồi nè, mà cái tàn nó lùng quá cô chú anh chị ha. Đó nên là cái chiều cao thì nó không có nhưng mà cái tàn nó xum xuê nha cô chú anh chị ha. Hàng thì toàn bộ của quán đế nữa ha, xử lý rễ hết toàn bộ nha. Mấy cái tàn nè, khủng khiếp cái tàn chưa. Đó, cái mấy cây như này hồi năm ngoái là theo cái giá thị trường hồi năm ngoái là cái này cũng phải 70-80 ngàn một cây nha cô chú anh chị, năm nay bán có 35 ngàn cây à. Quá trời 35 ngàn cây ha, ba cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship nha, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship ha. Rồi cái này hoành gốc thì mình lấy từ bao nhiêu đây chị? Hoành hả, hoành nó bằng ngón bằng lớn mình á. À nói chung là bằng hoành, cái này em lấy từ đầu đũa ăn đứa thuốc rồi á. À, từ dạ. Điếu thuốc lấy lên đi ha, dạ. Lấy từ điếu thuốc lấy lên đi ha, tại vì có cây dạ. Bự cây nhỏ nè. Nè, có cây thì củ đế nó nè. Nó hầu như nó gần liền luôn cô chú anh chị cái tàn nè. Đó, coi đi, cái tàn quá trời đã luôn. Ủa giá cây về chỉ có 35.000 một cây. Đó, 3 cây gửi hàng mà 5 cây đã bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình rồi ha. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không chị? Dạ nhiều. Rồi cái này thì mình trong đây mình có khoảng tầm 5-10 giống gì không chị? Dạ cỡ 10 giống á. Cỡ 10 giống ha. Ví dụ như cô chú anh chị mình lấy 5 cây mình có thể mình chọn 5 giống cũng được cô chú anh chị ha. Mình nói là chị Hà ơi, giờ lựa cho tôi 5 cây 5 giống ha. Thì chị Hà lựa cho cô chú anh chị mình 5 cây 5 giống ha. Cô chú anh chị mình muốn lấy giống gì á thì mình hỏi chị Hà có 10 giống gì đó. Mình muốn lấy giống nào đó thì chị Hà sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Ví dụ trong đây là có thỏ hương nè ha, thỏ hương. Rồi cúc hoàng đế nè ha. Rồi dảo nhung, dảo thơm, siêu ông Sài Gòn, dảo đa phúc ha. Rồi cúc hoàng hậu đồ này cô chú anh chị ha, thanh mai ha, đó cũng tùm lum giống trong đây cô chú anh chị ha. Rồi số lượng thì vườn cũng còn khá nhiều hả chị ha. Dạ còn nhiều á. Rồi đây nè, tàn nè, quá trời đã luôn ha. Rồi ngoài loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa chứ không chị ha? Cái loại nó hơi bự hơn xíu. Rồi mình giới thiệu loại tiếp theo rồi, chị ha. Rồi em giới thiệu loại tiếp theo ha. Rồi dạ, tiếp theo là loại này thì em bán giá 50.000 một cây ha. Rồi. Thì cũng 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao phí ship ha. Rồi, 50.000 một cây ha. Dạ, 50.000 một cây. Cây này thì ghép bự, ghép già hơn cây kia khoảng một năm á dạ. Cô chú anh chị ha. Dạ hơn. Nè, đi đô mấy lần rồi nha cô chú anh chị, mấy cái tàn nè. Ở trong đây thì cũng có khoảng tầm chục giống hả chị ha. Dạ, tầm chục giống. Nè, cũ nè cô chú anh chị ha. Nè, liền cốt một cái cũ nè. Quá trời đá luôn cái lò xo nè ha. Nè, cái tàn nè. Đó. Cái này chiều cao mình lấy từ nhiêu đây chị ha? Cái này mình lấy từ 3 tấc trở lên đi. 3 tấc lấy lên ha. Có cây cỡ 4-5 tấc luôn dạ, ha. Dạ nó từ 3 tấc đến 5 tấc á. À, từ 3 cho tới 5 tấc ha. Đó, dạ. Cây tàn nè. Quá trời đã luôn cô chú anh chị cái ha. Này nó cũng khoảng tầm 10 giống nha. Khoảng tầm 10 giống ha. Dạ. Hình như cây đang cầm trên tay của chị Hà là cây cúc đó 50 nè ha. Dạ. Rồi có dảo nhung, dảo thơm, dảo đa phúc, xương Sài Gòn, cúc thọ hương, cúc hoàng hậu, cúc hoàng đế ha, cúc không nhị ha. Dạ. Đó. Khá là nhiều giống trong đây, nguyên clip này cũng còn nhiều nè, nó như cây siêu bông hả cô chú anh chị ha. Cây siêu bông. Nè. Mấy cái này Tết đáng tiền không? Cây ngon lành nha cô chú anh chị ha. Nay nhà vườn thanh lý xả rẻ luôn, chỉ có 50.000 một cây, cây trà bá luôn cô chú anh chị ha. 50.000 một cây. Rồi, cái này hoành gốc thì mình lấy cỡ bằng dạ, nó cũng bằng đầu đũa trở lên, bằng điếu thuốc hút á. À, bằng điếu thuốc lấy lên ha. Nhưng mà cái ghép của nó là sắp liền hết luôn rồi nha. Rồi, nói chung miệng mình nói dạ. Là cỡ điếu thuốc thôi chứ thật sự em thấy nguyên lô này là không có cây nào mà dưới điếu thuốc hết trơn, bự hơn điếu thuốc không nha cô chú anh chị. Nè, ủa cái tàn nè, quá trời đá luôn cô chú anh chị ha. Nè. Đó. Cây trà bá luôn nha cô chú anh chị. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship nha. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Chỉ có 50.000 một cây. Đó, quá trời rẻ. Rồi, ngoài cái loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không chị ha? Thôi em giới thiệu nhiêu thôi đi. Rồi, vậy mình cho dạ. Hết luôn giùm em nha. Dạ rồi.
Em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Rồi. Và xem hết clip và ủng hộ cây giùm em nha. Rồi. Và em cũng xin cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Hà nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.